Rồi, đây em để cho bà con xem nè. Cục mồi nó rất là dẻo luôn, rất là dẻo dẻo luôn nè, bà con thấy không? Lưu tám cục là dính nha, chứ không phải mà để vô cái này nó lõn tỏn lõn tỏn nha bà con. Chắc anh làm rất là đơn giản luôn, không khó khăn gì nữa. Thì đặc biệt là bà con mình phải có cái máy xay. Rồi, em chào tất cả bà con quý chị gần xa đang quay trở lại với kênh của em nha. Thì ngày hôm nay thì em hôm qua em có nói đó, hôm nay em chia sẻ cái cách mà em bên em chỗ mồi mà nó kiểu mà nó dẻo mà coi bà con. Mình cho lươn ăn nó không có gã gờ như anh em ở trên kênh em thường hay nói về vấn đề mà anh em mà sao mà xây cá cho lươn ăn á. Tại sao mà khi mà đưa xuống dĩ thì cũng như lọt xuống máng xuống dĩ hết à, lọt tất cả xuống hết trơn đó. Còn bên em thì trộn mà nó kiểu mà nó dính cục mà nó giả nhão lợi đó, thì anh em đa số thường hỏi em là có dùng bột dẻo hay là cái vật gì không mà để cho vật liệu gì không mà để cho cái thức ăn của lươn mình nó dẻo vậy đó. Thì bên em thì đây thì bà con mình thấy đây chỉ là cá phi thì đặc biệt thì em đã mằng gột sạch sẽ thôi nha bà con. Em mằng gột, em cắt ra cái kỳ đây, cái kỳ toàn bộ kỳ hết để mình tránh trường hợp mình xây cái cối đó, cái cối em đó, cối xây em bằng cái máy. Thì bà con mình đăng ký kênh đâu thì bà con biết để nó khỏi mất ngang, hoặc để tránh trường hợp nó bị nhiều bã trong bồn mình nha. Tại vì cái cá rô phi thì bà con biết cái ngạnh nó nhiều lắm đó. Mình mằng sạch sẽ để vào bà con có túi đông, thì bà con mình đưa vào túi đông thì nó ăn lâu ngày hơn đó. Thì bà con mình cắt mình trộn sao cho mồi nó dẻo, nó dẻo mà nó ăn không có luôn, nó ăn không bị kiểu mà gớt xuống giống như bà con thường nói đó. Đó thì đây là thức ăn cẩm viên. Thức ăn cẩm viên thì em dùng cái này là khoảng tầm 2 kg mồi nha bà con. Cái này lương em thì luôn còn tấp nhỏ, tại vì hiện giờ em còn có mấy bồ mà nó ăn cũng ít chứ không nhiều đó. Thì 2 kg mồi em để cho một cống thức ăn cẩm viên vậy nè bà con nè. Rồi bà con đổ vô cống này. Ở này thì em cũng chưa có căng, tại vì em nào giờ em chỉ luồn cái này 2 kg mồi là em dùng một cống này đó. Còn mang tiêu hóa vitamin thì em trộn chung nhau, thì 1 kg mồi thì em dùng 2 muỗng cà phê, thì 2 kg thì em dùng 4 muỗng. Đây là cái cách trộn mồi của em, nên 2 kg mồi thì mình dùng 4 muỗng mang tiêu hóa và vitamin. Rồi đó, thì cái đơn giản là đem xay lại là bắt đầu nó dính cục rồi bà con. Đây thì đặc biệt thì trứng gà nha bà con. Trứng gà thì nè, trứng gà này con, ui trứng gà này bị ấy rồi bà con ơi, có con rồi. Rồi trứng gà này sử dụng không được con, đổ qua bên đi quất luôn cho luôn. Trứng gà này để lâu rồi bà con ơi, để lâu rồi giờ nó thành nè, thành trứng lộn, gà lộn luôn rồi. Chụp đây luôn đi. Cái miếng gà này. Rồi thì bà con mình cứ trộn đều lên là mình xay. Gà con bà con ăn luôn. Thì hai cái mồi, 2 kg cá phi. Đó. Mình trộn thêm cống thức ăn nè, thức ăn cẩm viên nè cả nhà. Đó, rồi bây giờ mình xay. Đó, cà phê nè, mình mằng khô gan sạch nước hết trơn nha, chứ không phải để mà nó thêm nó thúi nó rửa mà nó sình quá, còn xay ra cũng nước không nha. Ốc thì bà con ốc bà con em xay cũng vậy, còn kèm theo thức ăn cẩm viên là xay ra nó nhão ra hết rồi. Đó, thì cái này cái máy xay của em thì bà con biết rồi đó. Đây được mua được cái máy xay rồi, để em
Đây thì cái này em cũng đã xay rồi cả nhà thấy không? Rất là nhanh luôn, 2 kg cá hồi xíu à. Nè. Nhão à. Nhão nhạt luôn. Thích luôn à. Đâu phải như là mà anh em mà nói là xay rồi nó nhão như nước nha. Ốc cũng vậy nữa nha. Ốc bên em xay nó cũng thích y gan vậy nè. Còn phải kèm thức ăn cấm viên vô. Đó, rồi bà con mình trộn đều lên. Đó. Thì cái công thức trộn mồi hôm bữa thì em cũng có làm clip rồi. Đó thì công thức trộn mồi giúp cho lương ăn mau lớn đó, thì cái này em không nói nhiều về chủ đề đó. Thì cái này em chỉ nói về cách mà trộn mồi sao mà cho nó dính nó dẻo đó. Đó như anh em nói đó, có anh em thì người ta trộn bột dẻo bột gòn á cho mồi nó dính lại đó mấy con. Đó. Còn em chỉ là đơn giản thôi, chỉ là cá phi. Đó và thức ăn cấm viên. Đó. Còn bột dẻo, bột gòn đó thì đa số hiện ra cái bột gòn đó thì bà con không nên dùng nó nhiều quá, tại vì lương nó ăn nó rất là nóng. Nè, bà con thấy không? À, cục kiến cục này bà con nhích cho nó ăn luôn à, vậy là ok, không có vấn đề gì khó chứ. Còn có nhiều bà con thắc mắc là em thấy là rất là nhiều luôn, những anh em mà mới vô nghề đó. Đó thì bà con, nếu bà con mình nuôi lương nhiều thì bà con mình nhất định phải có cái một cái máy xay cá để mình xay cá trực tiếp cho lương nó ăn nó dễ nha. Chứ mà bà con mình nuôi lương mà không có cái máy xay mà bà con mình bầm chịu không nổi đâu. Thứ nhất là bầm nó không được nhuyễn, thứ hai nữa là nó xương rất là nhiều. À, thì cái máy này thì bà con thấy nè, nó bầm xương nát luôn đó, không còn miếng xương luôn, còn hết nhuyễn như luôn nè. Đó. Thì cối mình cái cối nè. Cối này mình mua cũng rất lâu rồi mọi người nè. Mua này cối máy mình cũng không biết luôn, quá là lâu rồi. Còn mình chế cái đầu máy 50 rưỡi nha cả nhà. Đó. Còn cái này. Còn cái này là cái sườn để mình hàn thôi, rồi mình gắn cái khuôn lên để mình xay thôi. Đó thì bà con mình nuôi số lượng mà lương ví dụ 1000 con hoặc 500 con. Là nhất định mình phải có cái máy xay mới được. Đó. Nè, bà con thấy không? Nó dính cứng ngắc luôn ha. Rồi thì để em đem xuống cho lương nó ăn cho bà con mình xem. Đó, mồi nó không có rớt nha. Đó, ít rớt lắm. Chứ không phải mà bà con mình như là bà con mình nói thảy xuống là nó rã như hình nước đâu. Đó, thì đặc biệt là cá phải tư nha bà con, phải màng ruột sạch sẽ, đó, nó không có sình, không có thúi. Đó. Đó, rồi thì để em rửa vệ sinh máy. Thì bà con cái này nhớ kỹ, thì khi mình xay rồi thì mình vệ sinh cái máy kỹ nha mọi người, kỹ càng, rửa sạch sẽ hết trơn để mà qua ngày hôm sau mình sẽ tiếp. Đó, vệ sinh kỹ để đừng để mà nó hôi thúi nha bà con, mình sẽ kỹ càng vô luôn, mình ít bệnh hoạn hơn. Rồi thì để em đi rửa máy xong em xuống dưới em quay cho lương ăn cho bà con mình xem thức ăn rất là dẻo luôn, như hàng ngày em cho ăn đó. Rồi rồi thì giờ cái này thì em xuống em cho nó ăn cho bà con mình xôi, con mồi nó không bao giờ gã. Thì em cũng cho cái bồn lương dưới mới xong ăn rồi, cái này lên cho mấy cái bồn lương nhỏ trên đây ăn cho bà con xem nè. Thức ăn rất là dẻo nè bà con, nó cũng phải như mà anh em không biết cách đó, trộn nó tan như thành nước vậy đó. Đó. Đây cho bà con mình xem. Đó, này, để anh để vô trong bồn lương, bà con thấy không, lên nhau con chưa nè. Tới giờ nó ăn nó lên. Đó, bà con thấy không? Lên của mình vậy luôn á. Cái này tấm này lớn lắm nè bà con. Nè, đó, cái này nó lên nè. Nè, cái này để vô là nó bập luôn đó bà con. Đó, bà con thấy không? Bên kia cũng vậy nha bà con. Rồi, để em để cục mồi vô cho bà con xem. Rồi, đây em để cho bà con xem nè. Mồi nó rất là dẻo luôn, rất là dẻo luôn nha, còn thấy không? Lưu 8 cục là dính nha, chứ không phải mà để vô cái này nó lỏng tỏ nha bà con. Chắc em làm rất là đơn giản luôn, không khó khăn chứ nó. Thì đặc biệt là bà con mình phải có cái máy xay. Còn nếu mà bà con mình bầm tay thì em cũng thua luôn. Bầm tay, ví dụ như bà con mình nuôi khoảng 100 con, 200 con thì bà con mình bầm tay được. Đó, thì bầm tay thì xương nó còn rất là nhiều, đó, xương cá hay gì đó dưới lại đi cực lắm. Đó thì bà con mình nuôi số lượng 500 con, 1000 con trở lên đó thì bà con mình phải cần cái máy xay. Đó thì công thức trộn mồi này kia đó thì em cũng clip trước em có chia sẻ rồi. Thì cái chia sẻ này, clip này thì em nói nhiều hơn về cái vấn đề mà cái mồi để mình làm cho nó dẻo đó. Rất là đơn giản, nó không cần cái vấn đề bột gòn hay là bột gòn bột dính đó, dính lại đó. Nó rất là đơn giản. Đó, như còn thắc mắc. Đó thì một số bà con thì bằng tay thì mồi nó không được nhuyễn, đại xương đó, xương đó.
xương nhiều quá thì lâu ngày nó sẽ bã nha con, nó bã dưới đây nha. Đó, cho nên mình con lưu ý. Đó, nhảy lên con thấy không? Đó. Đó bà con nhìn cái cục mồi đi, đó. Đó, bà con coi bên Nhật Bản đó, kiểu mà người ta nuôi cá trình đó, đó. Cục mồi ta thấy như cái trình mà con thấy ha. Con nào chụp cái là nó đâu có gã, đâu có lọc gì dưới cái mặt cái đáy hồ đâu. Nó bình thường gì lên ăn à. Đó, thấy không? Qua bọn bên đây cũng được nè. Qua cái bọn bên đây thì nó cũng cái gan vậy thôi. Nó. Bọn mình xem. Đó, như một cục nữa. Đó, tấp để lên. Chốc chốc. Đó, đơn giản. Nó còn mình mày cũng có bằng chia đường con. Đó, cái này là tới tháng nước, tới tháng nước là lương này là chia cho con mình nuôi đẻ được này nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, nàng mê luôn. Chốc 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 chốc. Con bên kia nó quá trời luôn rồi con. Hai cái cá mồi, đó, thức ăn cắm viên cộng lại của con mình xây. Nhớ bà con trộn, nhớ kỹ nha bà con, trộn trước, trộn thức ăn cắm viên chung nhau rồi mình đem xay nha. Đó, rồi nó mới dính với nhau nha. Thức ăn hộp quá rồi nó sẽ nhão ra, nó dính vô thức ăn cá. Đặc biệt cá thì bà con mình phải mằng nó ráo nước hết, kỹ càng nó không có bị sình hay bị đóng nước gì kia đó. Bà con phải hấp thủy nha. Hấp kiểu mà hấp bách bao á, cá ở bên trên rồi mình múc thao nước, nước khi nằm ở dưới. Đó, rồi mình hấp khô, hấp thủy nha chứ không phải là bà con mình hấp mà đem con cá thả vô nước hấp nha, cái đó là thường lưu luôn nha, cái đó thì bà con chú ý nha. Chính xác tốt này cho bà con mình xem. Đó, rồi thì bà con xem clip thì thấy clip hữu ích thì bà con nhớ like, còn bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì bà con hãy đăng ký kênh, bà con nào đăng ký kênh rồi thì bà con mình xem nhớ like ủng hộ kênh thì giúp kênh phát triển, thì dạo này kênh mất lại sức nha. Con xem thì bà con thấy hay thì có câu hỏi nào thì bà con cứ bình luận ở phía dưới clip, rồi bà con cứ hỏi câu hỏi nào đó thì về luôn nó cách thường lương hay cách nuôi lương như thế nào đó em sẽ chia sẻ cách nuôi bên em, rồi thì nào giờ thì bên em nuôi như thế nào đó thì đạt thì em chia sẻ cho bà con mình cách đó. Thì nuôi lương thì con biết rồi đó, thì mới vào nghề thì gặp rất là khó khăn, thì ai cũng vậy, thì em lúc trước cũng vậy thôi, thì mới vào nghề thì chưa biết cách nuôi thì nó lương nó hao hụt rất là nhiều. Đó, học hỏi rất là nhiều người, đó, người này rồi thấy người này học, thấy người này hay học người này, rồi cái học không thành công cái bỏ người này học người khác, đó, tùm lum tùm lưa chung, tóm lại thì do kỹ thuật của mình nuôi mỗi năm thì mình để ý thì chú ý cách mình nuôi, đó, cách nuôi như thế nào, những cái bệnh nào mà thường gặp ở lương, đó, mình cái bệnh nào mình trải qua rồi mình dùng những loại thuốc nào mình trị thấy hết đó, thì mình cứ dùng miết những loại đó thì thuốc nuôi thì cũng giống nhau thôi bà con ạ. Còn cách bệnh, những cái bệnh thì trong thời gian thường và nuôi sinh phẩm thì những cái bệnh đó thì em cũng muốn chia sẻ lên kênh hết cho bà con mình hết rồi, thì rất là đơn giản. Nếu bà con biết rồi thì rất là dễ, còn ví dụ như bà con mình không có biết rồi đó, thì rất là khó, thì nó tóm lại nuôi lương nó không dễ mà cũng không khó. Ví dụ như là những anh em người ta nuôi lương mà đạt thành công đạt hiệu quả cao thì đa số thì những anh em đó người ta nuôi lương đã kinh nghiệm nó và nuôi lâu rồi, cho nên người ta nuôi nó chắc chắn hơn, nó tỷ lệ hao hụt cũng vẫn có nhưng mà nó hao hụt ít hơn anh em. Đó. Cho nên anh em lưu ý về cái vấn đề mà người nuôi lâu và người mới biết nuôi. Đó. Thì những anh em mà mới biết nuôi thì cần học hỏi thêm những anh em mà người ta nuôi trước mình. Đó, để mà mình nuôi gì cho cái đàn lươn mình nó khỏe mạnh. Đó. Rồi thì clip mà em làm về chủ đề ngày hôm nay em nói về cách mà chọn mồi cho dẻo. Cho dai cho lương ăn nó không bị rớt xuống đáy hồ đó, như bà con mình thường nói mà khi mà xây mồi cho lương ăn rồi mà để mà nó loãng ra nó rớt xuống như nước gì đó, như cháo gì đó thì cái đó không được nha bà con. Đó, thì bà con chú ý nhìn kỹ cục mồi của em, đó. Nó không bao giờ bị nhão nha, nó rất là dẻo, nó lương ăn bình thường, nó bà con thấy không, nó dính luôn không, không cần bột dẻo bột gòn gì hết á, đương nhiên chỉ là cá và thức ăn cắm viên thôi là đủ rồi nha bà con. Đó. Rồi thì em cũng chia sẻ cho con mình clip cũng hơi dài rồi, thì hẹn bà con mình trong clip lần sau, thì bà con mình xem có câu hỏi nào thì cứ bình luận phía dưới, cứ hỏi em thì em sẽ trả lời tất cả những câu hỏi nào mà em thấy trên kênh, và những câu hỏi nào em biết em sẽ trả lời cho bà con, còn những câu hỏi nào thì em chưa trải qua, chưa làm qua thì em không biết thì em không dám trả lời, không dám chia sẻ cho bà con. Rồi thì
Em cũng xin kết thúc clip luôn. Thì cuối clip thì em cũng xin chúc tất cả bà con quý chị mình gần xa đang xem clip thì có thật nhiều sức khỏe và thành công trong việc, thứ nhất là công việc luôn luôn với mình nha bà con. Dạ, em cũng xin kết thúc clip luôn.